một vùng đất bí ẩn, tàn nhẫn và thù địch. Nhưng cái tên Marushali xuất phát từ Maho, thuật ngữ địa phương để chỉ các vùng trũng giàu phù sa giữa các dặm núi cát. Maho có tác dụng như các lưu vực thoát nước, thu nhận các trận mưa lớn đột ngột theo mùa. Nhờ các loại cỏ sa mạc có thể mọc, động vật có thể gặm cỏ và con người sống ở đây trong các khu định cư nhỏ. Pithorai, một ngày đi bằng lạc đà từ Jaisalmer. Qua nhiều thế kỷ, con người đã tìm cách tồn tại ở đây bằng cách chăn dê và nghĩ ra vô số cách khéo léo đối phó với môi trường khắc nghiệt. Bây giờ, sự khéo léo của họ đang đương đầu một lần nữa với những thách thức của thế kỷ 21. Buri là một dân làng đã nhận thấy cuộc sống thay đổi nhiều như thế nào cho cháu mình. Chúng tôi sống giữa các cồn cát và tôi sẽ sống đến cuối đời ở đây. Tôi có thể làm gì khác? Nhưng không có đủ việc làm cho mọi người ở đây. Có một điều mà thế giới hiện đại không thay đổi. Phụ nữ vẫn là trụ cột của cuộc sống làng quê. Trong khi những người đàn ông di chuyển cùng gia súc của họ xung quanh sa mạc để tìm thức ăn, thì những người phụ nữ